Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Hôm nay kênh cho lên sóng một căn nhà đẹp xinh tọa lạc tại đường số 4 Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích 6,5 m nhân 3,5 m, sổ hồng riêng, diện tích công nhận 22 m², trệt lầu cập nhật đủ 44 m². Nhà 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, hẻm an ninh sạch đẹp, có lát, gạch, sạch sẽ, thẳng. Hướng Tây Nam, giá gia chủ đang rao là 2 tỷ 15, còn thương lượng còn bớt lọc cho khách mua nhanh. Nhà chỉ cần xách vali vào ở ngay. Đây, trên lầu 2 phòng ngủ riêng biệt, chiếu nghỉ rộng và lên và 2 phòng ngủ hai bên. Một phòng ngủ rộng và một phòng ngủ vừa phải. Cả hai phòng ngủ đều có cửa sổ. Gia chủ cho tặng cho anh chị là một máy lạnh và hai quạt treo tường. Nhà tọa lạc tại gần hồ bơi nhà văn hóa Gò Vấp, kẹp giữa ba con đường Lê Văn Thọ, Thống Nhất và Phạm Văn Chiêu, tiện đi lại về các hướng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp và vào sản phẩm phát trong danh sách phát nhà dưới 2 tỷ rưỡi hoặc nhà dưới 2 tỷ để chọn cho mình và gia đình căn nhà ưng ý. Xin cảm ơn và mời quý vị tiếp tục xem phim. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.